Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Hello Thắng TT và mình là Thắng nè. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng. Ui, sao cái mũ của Thắng hôm nay nó lại hợp với cái áo của Thắng thế nhỉ? Mỗi tội là áo của Thắng nó có nhiều cây cành cây hoa lá thôi, chứ còn cái mũ của Thắng nó có mỗi một màu. Nhưng mà cái này nó không liên quan đến cái video ngày hôm nay, mà nó cũng liên quan đấy. Cái màu này nó liên quan đến may mắn. Thì hôm nay Thắng cũng thực hiện cái thử thách sinh tồn trên những cái khối block may mắn, đó là block lucky trong Minecraft. Wow, sinh tồn trên một hòn đảo toàn là những cái hộp block lucky thôi. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay, hãy nhớ đã Thắng một like và đăng ký kênh thật nhiều động lực ra video tiếp theo nha. Còn bây giờ đi vào cái hòn đảo lucky block của Thắng rồi, let's go. Mọi người nhìn đây nè, Thắng đang ở trên trời nha. Và xung quanh của Thắng này toàn những cái hòn đảo lucky block màu vàng thôi. Ghê nha. Mà không biết bây giờ sinh tồn như thế nào ta. Người ta chẳng cho mình cái gì đâu này. Hình như là bây giờ ta sẽ đập những cái hộp khối lucky block này ra ấy, thì nó sẽ ra những cái gì mà để Thắng sinh tồn. Ok. Ui, nhưng mà bây giờ nhìn cái hộp nào nó cũng đẹp luôn, nên là Thắng không muốn lém hộp nào cả. À, đây có cái bàn cảm biến này, mình cứ đi vào xem nào. Wow, lucky block, hòn đảo lucky này. Ok, yo, bây giờ ta sẽ đập. Ui, bắt ui. Thắng đi vào cái lúc đấy phát. Ủa các bạn đi, các bạn nhìn xuống bên dưới này này. Nhìn xuống bên dưới này như kiểu trời chiều tối này. Wow. Nhưng mà sang bên này này, bắt đầu như kiểu là trời nó mới sáng hay chưa tối luôn. Ui, bên này này. Oh, sao bên này khác, cả tầng sau là khác nhỉ? Bây giờ đang là hoàng hôn nè, mới vô game thôi mà người ta đã cho cấp độ khó rồi. Trời tối này, thôi mình sẽ phá một hộp lucky block đầu tiên đây. Cầu mong là đừng ra quái vật các bạn ạ. Phá. Ok, ra cái gì đây? Wow, wow, ra 30 khối len luôn nè. Thủy tinh được nhuộm vàng. À, thủy tinh nè. Thì bây giờ mình sẽ xây động ra nhá. Xây động ra, động ra, thủy tinh nè. Xây động ra. Ui, thôi xong. Mà mình không phải sinh tồn đâu. Mình đập cái hộp này ra, nó ra cái gì? Nó ra thức ăn thì mình sẽ ăn thôi. Cần gì phải sinh tồn nhỉ? Wow, có cái kiếm luôn nha. Kiếm kim cương luôn nha. Không phải đùa đâu. Bên trên này nè. Wow, ra cái lồng gì các bạn ơi? Ơ, à, ra cái lồng này để đình nhốt quái vật nè. Tiếp tục lên cầu, lên cầu. Đây, đây, đây. Đây, hộp này nữa. Ua, có gì đây? Ra cái lồng này. Từ từ, mình phải từ 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 từ. Các bạn từ từ. Ui, mình tránh xa ra để mình xây động ra, nếu không là nó sẽ rơi hết đồ xuống dưới mặt đất nè. Ok, bên này nữa nè. Cái con ngựa, ui, con ngựa này sao nó đi ngược nhỉ? Sao con ngựa này nó thẳng không đi mà nó cứ đi thích đi ngược ta? Cái con ngựa này là con ngựa đặc biệt ta. Ok, bây giờ mình sẽ đập này, mình sẽ đập hộp này nhá. Wow, ui, con bò các bạn ơi, con bò này, con bò này. Tiếp tục đập hộp tiếp theo, không có cái gì. Ôi, chắc là mình sẽ phải giải tính động ra này các bạn này. Nào. Wow, đây, mình đã được một cái lò này. Wow, lò rất là xịn luôn. Ghê nha, ghê nha. Rồi, chắc là mình phải phá cái nút này đi các bạn. Mình phá cái nút này đi, nếu không là cứ hiện hiện cái chữ trước mặt mình ấy. Oh, có một cái khối điều khiển này. Ok, ok, cái con ngựa đảo này cho nên mình để nó xuống bây giờ. Okay, rồi, cúi xuống xây động ra. Động ra, động ra. Nguy hiểm quá mọi người. Wow, sao bên dưới mặt đất này mà cũng có sao? Mình tưởng trên trời có sao thôi. Ui, ở trên đầu mình còn có cái gì nữa kìa các bạn kìa. Thôi cãi đi, mình sẽ đập hết cái hòn đảo này của mình. Wow, cái gì đấy? Các ơi, ra một cái gì đây? Ôi, bên này còn có khối. Wow, ra 4, ui, suýt nữa thì ngã luôn. Ra 4 khối vàng này các bạn này. Ghê đấy, ghê đấy. Tiếp tục đập hộp tiếp theo. Wow, ra cái khiêng này. Sao không ra đất hay là ra cái gì? Ui, ra cái cuốc chim nè. Cuốc chim này các bạn này. Cuốc đá này, cuốc đá được phù phép này, cấp độ 1. Phá tiếp. Wow, ra bao nhiêu vũ khí luôn này. Cực là xịn sò luôn. Ui, bên nữa này. Wow, ui, tui, quay ra quái vật, ra quái vật, tui, ra quái vật, ra quái vật, ra con xì ke rồi nè, mày nè. Ui, các bạn ơi, có hộp khối lucky block màu đen luôn nhá. Ui, mình đang bị trúng độc nè. Ui, nhưng mà mình chưa đập ra thức ăn nè. Wow, hộp lucky màu đen nè. Mình thử đập cái hộp này xem nào. Đập hộp này xem nào. Wow, hộp này sáng trưng luôn nè. Sáng rực luôn. Ok, mình sẽ đập hộp này xem nào. Dạ, wow, ui, 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 ra bông titi các bạn ơi. Trời ơi, ra bông titi. Wow. Thôi xong rồi các bạn ơi. Ô, hình như những cái khối block lucky này của mình tự nhiên tự nhiên đang màu vàng bây giờ biến thành màu đen xì luôn này. Hay là mình phải chuyển sang cái địa điểm hòn đảo khác. Mình có len này, khối sắt nè. Mình sẽ chuyển sang cái hòn đảo khác nha các bạn ơi. Xong tự nhiên của mình nó đen xì như này. Ôi xoài, mình bỏ cái mũ ra cái. Đội mũ nóng ơi là nóng. Mà ui, có bộ giáp kim cương nè. Quậy như này, trời sáng rồi. Wow, chỗ này trời sáng nhìn đẹp ơi là đẹp luôn này. Ui, hai con bò này, trời ơi, hai con
bò nó chắn mình rồi, mình phải phá ra. Mà cái bò lóc lucky của mình tối qua, wow, khiếp ra bao nhiêu. Ui, tôi sợ cái con bò nó cứ chắn mình nè. Cái con, ui. Mình không hiểu lý do tại sao tự nhiên mình đi trôi xuống nhá. Không hiểu luôn ấy. Hồi sinh lại cái, hình như con bò, hình như ở đây nó có cái gì này các bạn này. Không biết đâu, tự nhiên nó đẩy mình xuống này. Mà cả đi, rõ ràng là lúc nãy mình bị đá xuống đây nhỉ. Trời ơi, đất không có này, hạt giống không có, ui có bộ giáp kim cương luôn nha. Ui, đập một phát là bộ giáp kim cương luôn này. Ghê. Đi luôn, mặc luôn, bộ kiếm nữa. Mà không biết sinh tồn trên này thì sinh tồn kiểu gì đây các bạn. Thôi tiếp mình tiếp tục đập hộp lucky vào lóc tiếp. Ra con nhện này. Wow, con nhện nó có cái gì các bạn ơi? Sao rằng con nhện nó rơi lại cái gì mà mình không đập ra cái chuồng nào? Ok, wow, và giờ bao nhiêu đồ luôn. Nhưng mà từ đã, mình phải xây nó rộng ra, nếu không là sẽ rơi hết sạch đồ xuống. Ok, này, mình sẽ xây rộng ra. Ok, đây, đặt vào đây, khối kính này, nhảy xuống đây nhá. Ok, nhảy xuống đây này, vào đây, vào đây, bên này nữa này. Ok, thế là đủ nhá. Ô, đây là mình xây bên này này, xây bên này này. Được, bạn ơi, ngồi xuống cho ơi. Nguy hiểm, ngồi suýt nên mình rơi xuống luôn này. Ok. Ok, mình sẽ tạo ra, wow, bao nhiêu thuộc khối kim cương luôn nhá. Kim cương này, 16 khối kim cương nhá, 2 khối vàng và 13 khối ngọc bảo bảo. Ui, ghê. Đập tiếp nào. Wow, rơi ra cái gì đây? Wow, rơi ra mũi tên này. Tiếp tục các bạn ơi. Wow, thu xong con cá. Hey, cho chứ mày rơi xuống đi. Hai con cá đã bị rơi xuống mặt đất rồi các bạn ạ. Mình lại tiếp tục đập này. Đập hộp này này. Đập hộp này. Wow, lại bộ giáp kim cương này. Sao mày không đập được ra đất nhỉ các bạn? Wow, có lửa này. Các bạn ơi, có lửa. Thôi, dập lửa. Wow, lửa trên này cháy. Dập lửa này. Uầy, ghê. Đập hộp này tiếp. Wow, ra bao nhiêu cái xô gì đây? Wow, đây này. Xô cá tuyết này, xô cá lóc này, xô cá hồi này, xô cá hè này, xô nước nè. Có nước nè. Ok, mình sẽ đổ xô cá tuyết ra nhé. Các bạn, rồi, xô cá tuyết này. Có mỗi một con cá này nè. Có mỗi con bò này, bộ giáp nè. Ok, ui. Nè, tên cướp xin nào. Ui, thôi xong, mày thích quấn nhau nè. Thích quấn nhau với mình nhá. Tiếp tục đọc tiếp này, hai con bò kia. Ồ, cái gì đây các bạn ơi? Thôi xong, quả này mình toan rồi. Thì sao? Ui, có hẳn một ngôi nhà rơi vào đầu mình luôn này các bạn ơi. Thế này thì làm gì mà sinh tồn nữa. Nhưng mà cửa đâu ta? Các bạn ơi, cửa đâu ta? Ồ, bên trong kia có ông dân nào nhỉ? Ê, các bạn ơi, trong kia có ông dân nào cả anh Iron Golem sao ấy? Từ mình sẽ tìm cửa để vào đã. Cửa như ở bên kia sao ấy? Mà mình không có khối gì để mình xây. Mình sẽ xây được đi bằng cái khối ngọc lục bảo mọi người ạ. Đấy, sẽ xây được đi bằng cái khối ngọc lục bảo. Đấy. Quá, các bạn thấy mình giàu chưa? Mình xây được đi bằng khối ngọc lục bảo luôn nè. Uầy, vào đây. Xong, kiếm xây cũng khó khăn luôn mọi người. Nào, một thêm một ô bỏ lóc đi. Mình sẽ xây được đi bằng khối kim cương này, khối vàng này. Rồi, đây là khối kính nè. Đây, khối kính nè. Uầy, đây nè, mình sẽ xây bằng khối kim cương luôn này các bạn ơi. Một này, hai này. Ồ, ghê chưa. Mình sẽ xây rộng ra, nếu không là mình ngã to luôn. Cầu mong là bên trong này sẽ có giường nhé. Ui, thôi xong, xây chặn cả đường đi. Wow, xây bằng khối kim cương này. Mở cửa. Wow, trong này là cái gì? Cái rương à? Cái gì các bạn ơi? Cái khối gì đây? Mình không biết. Đi được lên bên trên này. Bên trên này có lúa. Ôi giời, bên trên này chẳng có cái gì mọi người. Đây, mình sẽ phá đi. Cái cúc này, mình có cái cúc nha. Cái cúc này được phù phép luôn. Phá đi. Ok, mình sẽ phá một lóc tiếp. Wow. Có đất của cả lava kìa. Ok, mình sẽ lấy nha. Ok, có đất để trồng cây rồi nha. Như từ từ mình nhiều quá. Mình vứt đá cái này. Wow, khối dung nham này. Dung nham này làm gì? Mạng nhện này. Hắc diễn thạch này. Ủa, có gỗ nha. Có gỗ này, có đất này, cung tên này. Mình sẽ vứt cái số cá này đi. Trời ơi, vứt cái đen này đi. Ôi, 52 có đất rồi. Ok, thế là mình đã có cái thứ để trồng cây rồi. Bây giờ mình sẽ phá hết sạch những khối bỏ lóc này đi. Rồi, mình đã xây xong mặt đất của mình rồi nha. Và mình có rất là nhiều gỗ này. Ôi, giờ mình sẽ chế tạo gỗ này. Wow, rất là nhiều gỗ luôn này. Không biết, đây mình sẽ vứt bớt đi. Mình vứt bớt cái gì được. Rồi, hàng rào mình vẫn cần nè. Nói chung có nhiều thứ mình rất là cần luôn. Đây, từ từ, mình sẽ chế tạo ra cái đường trước đã. Này, chế tạo ra cái đường được đổ.
ui, xong tí nữa mình sẽ phá hết sạch cái hộp Lucky Block này đi, xong mình có bao nhiêu đồ luôn các bạn ạ. À, đặt vào đây. Bây giờ mình sẽ chế tạo. Ây, nhiều đồ quá. Đây, thì mình sẽ chế tạo cái thương được đồ. Ok. Ok. 9 nè. Wait. 5. Ok, đặt đây. Đặt vào bên này. Bây giờ mình sẽ cất hết đồ vào trong này. Wow, bao nhiêu đồ luôn bạn ơi, bao nhiêu đồ luôn. Wow. Cực kỳ là nhiều đồ luôn. Mình chưa từng sinh tồn chỗ này luôn. Nhiều đồ quá mọi người. Mọi người ơi, nhiều đồ quá. Gỗ của mình đâu rồi? Đây, mình sẽ chế tạo hết được gỗ của mình ra. À, bao nhiêu gỗ luôn. Ok, bây giờ lại bắt đầu đập hộp Lucky Block tiếp bạn ơi. Yo, cái gì đây? Ua. Thôi xong, mình bị mất con bò rồi. Đang bảo làm hàng rào cho bọn nó bị mất sự. Mình phải làm hàng rào luôn và ngay, nếu không là mình sẽ bị mất hết sạch bọn nó các bạn ạ. Đâu rồi con lợn của mình đây? Ui, ơi, mình còn mỗi một con lợn luôn nè. Nó có bao nhiêu? Có hai con lợn, hai con bò mà bây giờ còn đúng một con lợn, nó còn chạy đi này. Mà chạy đi đâu? Mà chạy đâu? Mình đứng im đây. Đấy, mình xây nó trong này luôn. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đâu? Nó lại chạy mất tiêu rồi. Thôi xong. Thôi kệ nó đi. Mình cứ đập hộp Lucky Block trước đã, kệ nó đi. Rồi, à có hạt giống nè, à phải mũi tên. Thôi con lợn này mình đứng im đây. Con lợn này đứng im đây mà chạy á. Mày chạy đi. Đấy, cái lúc mình lừa nó thì nó chạy, mà cái lúc mình không lừa nó thì nó lại không chạy. Vào đây. Đó, mày chạy đi. Mày giỏi, mày chạy đi. Tiếp tục đập hộp Lucky Block tiếp các bạn ơi. Nào. Hộp này. Ủa, cái gì đây? Wow, lại mọc ra một cái ngôi nhà này. Ui, vậy là cái chỗ mình sắp thành cái sắp thành một dân làng rồi ấy. Tiếp tục đập tiếp các bạn ơi. Rồi từ cái cúc của mình đâu rồi? Mình lấy cái cúc của mình ra phát. Ui, chắc rồi cái dương của mình bị mắc kẹt thế này các bạn ơi. Rồi mình phải đập cái phá cái ngôi nhà đó, con dân làng nha. Như vậy là mình sẽ không cảm thấy cô đơn nữa nha. Úp, cái cúc đây, cái cúc của mình đây, cái rìu của mình đây. Mình chặt ra phát, con lợn kia mày đứng im đấy. Sao có biết đéo nhỉ, đập mãi nó mới vỡ luôn. Mày không được ra ngoài, mày phải đứng im đấy. Để tao tiếp tục đập hộp Lucky Block tiếp các bạn ơi. Wow, đây, từ, mình phải dùng đất nha. Có đất của mình đâu, mình lấp chỗ này vào cái là không là bị tỏng xuống xuống ngay. Đất của mình đây, cái kia. Uầy, mình chưa từng sinh tổ, ui có con ong kìa. Hay là mình sẽ thả tổ ong ra nhỉ, không là con ong cứ bay bay nó cứ vo ve gần đây này. Ở đây. Ok, bắt đầu đập hộp Lucky Block tiếp này. Wow, ra một cái điều nè. Hộp này đẹp quá, không có cái gì luôn. Wow, quá đi, ra cái gì đấy? Cái gì đấy? Quả điệp khúc, ui dồi ôi, quả điệp khúc ở thế giới Nether. Wow, mình đập ra một cái ông dân làng sao này các bạn này. Phải không? À, ra một cuốn sách phù phép này. Thôi đập tiếp đây các bạn. Ok, mình phải đổi mũ vào cho nó may mắn phát. Không thể lên giờ đập toàn ra những cái gì ấy. Ra đĩa nhạc này, tiếp tục đập tiếp này. Đó, con ong này. Thôi xong, bây giờ có nhiều ong quá rồi. Mình sẽ thả bớt cái tổ ong của mình ra này các bạn. Ui, mình cứ tưởng mình ngã cơ. Thôi, tổ ong của mình đây, mình có hai tổ ong luôn nha. Mình sẽ thả tổ ong ở đây. Thả tổ ong cạnh ông dân làng luôn. Tổ ong đây đó, hai tổ ong đây. Chúng mày đi hút mật đi, nhưng mà không có hoa. Rồi, ok, không hoa làm sao, tí nữa chỉ có hoa. Mình sẽ đập, cái gì đấy. Cái gì đấy, mình đập ra cái gì các bạn ơi. Ui, mình đập sắp cái ngôi nhà này. Rất là ghê gớm luôn nha. Nhà ông dân làng này. Đó, ui, ghê đấy, ui, cao đấy nhở, ui, thôi xong rồi, chọc ăn. Mình vừa bị ngã xong, nhưng mà mình không đập ra cái thức ăn nào luôn. Đập tiếp, ui, cái ngôi nhà cực kỳ là to luôn. Cái sâu lức của mình đeo, mình múc lức chỗ này vào cái, chảy linh tinh, vướng ơi là vướng. Nào, múc lên, rồi, ok, mình tiếp tục đập hộp Lucky Block tiếp. Ok, ui, cái gì đấy? Ui, ra những con zombie kìa. Nhưng mà nó bị cháy lắng rồi. Nên là mình không sợ, lo nó không đuổi được mình đâu. Nào, mình ra đây. Rồi, cái cung của mình đâu? Nào, đó, vào đây. Vào đây nè. Ủa, bắn xuyên luôn nè. Nào, vào đây. Đó, chúng nó bị cháy lắng này. Chúng nó tự cháy lắng chết hết luôn nè. Trời ơi, tưởng gì cơ. Mình bắn ông dân làng nha. Nhìn các bạn nhìn mặt bắn ông dân làng này. Bắn ông dân làng nè. Mũi tên có độc đấy các bạn ạ. Ok, như các bạn đã thấy đấy, mình chết rất là nhiều lần. Nhưng mà mình toàn cố ý chết thôi. Chứ còn sinh tồn trên cái hòn đảo Lucky Block này chẳng có gì khó cả. Bởi vì ấy, mình đập ra bao nhiêu đồ luôn, toàn những đồ quý hiếm này cả. Kim cương, bao nhiêu kim cương. Đấy các bạn có thấy, thắng xây được đi bằng ngọc bảo, xây được đi bằng kim cương này. Nói chung là không có gì khó cả. Nó chỉ kiểu như là những cái hộp may mắn. Gọi là sinh tồn trên cái hòn đảo may mắn. Nên là các bạn không bao giờ bạn thiệt mạng được. Chỉ có bạn thích là các bạn toi mạng thôi. Ok, và bây giờ thắng sẽ kết thúc cái video đây. Và hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.